Xin mến chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại với Cây Thuốc Vùng Cao. Hôm nay Quân sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn một kinh nghiệm rất hay sử dụng trong trường hợp trẻ em bị thủy đậu. Thưa các anh chị và các bạn, thủy đậu là một căn bệnh truyền nhiễm do một loại virus gây ra. Tuy nó không thật sự nguy hiểm, nhưng cái bệnh này có thể lây lan rất là nhanh và cũng có thể nó để lại những di chứng, những cái biến chứng, ví dụ như là bị nhiễm trùng vùng da, rồi viêm não này, viêm thận này, đấy, và nhiều những cái biến chứng khác. Chúng ta không nên chủ quan khi bị thủy đậu. Điều trị càng sớm thì cái nguy cơ bị những biến chứng gây ra càng thấp. Và trong kinh nghiệm dân gian có nhiều những cái phương pháp, có nhiều những cây thuốc sử dụng khi bị thủy đậu. Hôm nay Quân sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn một trong những cây thuốc rất là hay, một kinh nghiệm rất tuyệt vời các bác có thể áp dụng khi gia đình chúng ta có người thân bị thủy đậu. Cái cây này mọc hoang, chúng ta có thể bắt gặp trong tự nhiên. Đấy. Nhưng chúng ta lại không biết cách sử dụng. Bác nào xem video thấy hữu ích thì hãy cho con một like và hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc, những cái bài thuốc trong dân gian Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Hãy cho Quân một like các bác nhé, để ủng hộ Quân. Cái cây hôm nay Quân muốn chia sẻ cho các anh chị và các bạn chính là cái cây có tên là cây bỏng nổ. Đây ạ. Tại sao người ta gọi là cây bỏng nổ? Bỏng nổ nhá. Đây. Bởi vì cái quả của nó, đây các bác nhìn này, cái quả nó li ti. Đấy. Nhưng khi chín thì nó sẽ có một cái màu trắng. Đây ạ, đây là những cái quả khi chín đấy ạ. Khi chín nó có một cái màu trắng rất là sai, là dày. Do cái quả này nó chín tạo thành những cái chùm quả màu trắng non giống với cái bỏng, với những cái hạt bỏng ngô ấy. Đấy, màu trắng rải đều trên cây này. Đấy, các bạn nhìn này. Nên người ta gọi cây này với tên đó là cây bỏng nổ, các bác nhé, cây bỏng nổ. Đấy. Cũng có người gọi cây này với cái tên đó là cây phèn trắng, bởi vì lá của nó gần giống với cây phèn đen, nhưng cây phèn đen thì cho quả màu đen, còn cái cây này thì lại cho quả màu trắng. Đấy. Người ta gọi là cây phèn trắng hay là cây bỏng nổ. Đấy. Các bác đã gặp cây này ở đâu chưa? Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho các bác kinh nghiệm sử dụng cây này khi gia đình chúng ta có người thân bị thủy đậu. Đấy. Các bác lấy một cành này nhé, hái một cành. Đấy. Lớn bé đều được, bởi vì dùng ngoài ấy, thì không kể liều lượng. Đấy. Có ít chúng ta dùng ít, có nhiều dùng nhiều. Các bác hái một cành này về, chặt một cành này về. Đấy. Đem băm nhỏ rửa sạch, sau đó là cho lên một cái nồi nước để sắc lấy cái nước cốt của cái cây này. Đấy. Các bác mang ra, đổ ra một cái chậu. Đấy. Để nó nguội dần cho trẻ tắm. Đấy. Đây là kinh nghiệm rất hay trong trường hợp bị thủy đậu. Đấy. Khi bị thủy đậu thì những cái gọi là những cái mụn nước màu trắng đấy, những cái mụn nước đó nó rất dễ bị vỡ ra, và nó vỡ đến đâu là nó sẽ lây đến đó. Có những trường hợp là toàn thân bị mụn nước, thậm chí ở trong khoang miệng, ở lưỡi cũng có mụn nước. Đấy. Thì cái cây này có tác dụng gì ạ? Cái cây này nó có tác dụng là ngăn ngừa cái sự truyền nhiễm. Đấy.
Nó làm liền sẹo, đấy, làm mát da và ngăn ngừa những cái truyền nhiễm của những cái mụn mụn nước đấy. Và những cái biến chứng nguy hiểm khi bị thủy đậu gây ra thì cây này nó tác dụng rất là tốt. Các bác nhớ này, chúng ta hái một cành cây bỏng nổ mang về nấu nước tắm. Hoặc các bác có thể hái thêm cái cây thứ hai, chính là cây này đấy ạ. Cây thứ hai chính là cây này. Cây thứ hai là cây canh châu, cũng có người gọi là cây chân châu. Đấy. Cây chân châu hay cây canh châu, đây nó có gai. Đấy, có gai lá đây. Đấy. Dùng một là cây bỏng nổ hoặc thêm cây canh châu nữa vào. Đấy. Cây canh châu cô đã chia sẻ rồi, thân nó có những cái gai như này này, do những cái cành nó tạo thành. Đấy. Đấy. Những cái cành. Cây canh châu nhé, hai loại cây này chúng ta kết hợp với nhau thành một nồi nước tắm cho trẻ rất là tốt. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận biết hai loại cây này để khi nào các bác đi rừng hoặc là chúng ta đi lên vùng cao, các bác sẽ biết được đâu là cây bỏng nổ và đâu là cây canh châu. Cây bỏng nổ đây, các bác cứ nhớ này, cái cây nào mà có những cái chùm quả sai, đấy, chùm quả sai, đây, và khi chín ấy thì quả nó màu trắng như thế này, quả nó chỉ bằng hạt đỗ tương thôi, khi chín màu trắng như này, đây ạ, đấy. Khi bóp ra thì cái quả này rất là mềm, bởi vì nó như là cái bỏng ngô ấy, rất là mềm, đấy, quân bóp này. Bóp thì nó chỉ còn lại những cái hạt li ti thôi. Đấy. Đấy, còn những cái hạt gần như là nó rất là xốp. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Đấy là quả cây bỏng nổ. Đây. Cho bác xem lại nhé. Đấy. Chính là cái chùm quả đấy ạ. Đấy. Những cái quả nhỏ là những quả chưa chín. Còn những quả trắng này là những quả đang chín đây này. Đấy. Đấy, các bác tìm đúng cái này nhá. Tìm đúng cái này. Lá gần giống với lá cây phèn đen. Nhưng cây phèn đen thì có quả màu đen. Còn cây bỏng nổ này, người ta cũng gọi là cây phèn trắng. Cho quả màu trắng. Đấy. Tìm đúng cái này nhá. Đấy là cây bỏng nổ. Còn cây canh châu. Cây canh châu thì cái lá của nó. Đây, lá đây ạ. Lá đây. Cây canh châu thì lá nó có cái răng cưa li ti như này. Các bác nhìn này. Đấy. Lá cây canh châu đây ạ. Và đặc biệt cây canh châu là chúng ta phải nhìn xuống gốc của nó. Nhìn xuống cái thân già của nó. Đây. Nó sẽ có những cái cành hóa thành gai. Đấy. Đây chính là những cành cọc hóa thành gai. Tại sao lại gọi là cành cọc đây ạ? Đây, ví dụ cành này. Các bác nhìn này, những cành này con bẻ nhá. Đấy. Cái cành cọc tức là nó cũng có những cái lá đưa ra. Đấy. Nhưng sau này thì những cái lá này bị rụng đi này. Đấy. Và nó sẽ tạo thành cái gai. Nên người ta gọi là cành cọc hóa thành gai. Đây ạ. Thì trên một cái thân cây canh châu ấy thì có rất nhiều những cái gai được hình thành như này. Và nó được hình thành bởi vì có những cái cành cọc. Đấy, đây. Đấy. Thành gai hết. Nên là cây canh châu chúng ta phải để ý ở dưới ấy, nó có những cái cành cọc hóa gai như này thì mới chính xác là cây canh châu. Còn lá đây. Đấy, chùm lá đây. Lá răng cưa. Đấy, các bác nhớ như vậy nhé. Đây chính là cây canh châu. Cũng có nơi gọi là cây chân châu. Đấy là cái đặc điểm mà chúng ta cần phải biết để đi hái thuốc. Chúng ta biết được từng loại cây. Cái cây nào là cây bỏng nổ, cây nào là cây canh châu.
Đây chúng ta hái. Đấy. Đây là cái bỏng nổ này. Đấy. Còn đây là cái canh trâu này. Hái mỗi thứ một cành, mang về cắt ngắn, rửa sạch, sắc nước, cho trẻ tắm. Đấy. Rất là dễ thôi. Cái bài thuốc này sẽ giúp làm mát da này, sẽ giúp là những cái vết mụn nó bị vỡ ra, nó sẽ chóng lành hơn này, và nó sẽ không bị lan sang chỗ khác này, và bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục hơn. Đấy. Rất là dễ. Ngoài kinh nghiệm dùng để trị thủy đậu da thì cái cây bỏng nổ này còn được dùng khi bị chân tay miệng. Đấy, theo kinh nghiệm dân gian, chân tay miệng tắm cái này cũng rất là tốt. Và rễ của cây bỏng nổ này còn là một cái vị thuốc để trị trong trường hợp bị đau xương khớp. Đấy. Và bài thuốc chữa xương khớp của Quân luôn có rễ của cây này. Đấy. Là một cái vị thuốc rất là quan trọng. Đấy. Còn cái cây canh trâu này thì ngoài chữa thủy đậu ra, kinh nghiệm dân gian còn được dùng để chữa sởi. Đấy. Nên là các bác cần nhớ, khi chúng ta đi rừng chúng ta cần nhớ hai loại cây này. Đấy. Một video ngắn chia sẻ cho bác kinh nghiệm sử dụng hai loại cây. Các bác hãy like, hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Và những bác nào chưa đăng ký kênh Cây Thuốc Vùng Cao, các bác hãy đăng ký kênh, hãy để lại bình luận giúp Quân để lan tỏa video này cho nhiều người cùng biết. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái cây thuốc Quân sẽ chia sẻ hàng ngày các bác nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.